Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hai sản phẩm mô hình WWE gồm có mô hình WWE Academy 62 và mô hình WWE Resign 62 Tag Team The Authors of Pain. Trước tiên chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Academy 62. Mô hình WWE Academy 62 gồm có mô hình Acam với trang phục thi đấu được thiết kế cố định, một giáp tháo rời, một mặt nạ được thiết kế với kiểu dáng trùm kín đầu đặc trưng của tag team The Authors of Pain. Để các bạn, một đai NXT Tag Team Champions, một đế và một đai Orama WWE Superstar Acam. Để các bạn. Ở mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar Acam. Đây các bạn. Kèm theo đó là có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Acam. Đây các bạn. Và đây là tem WWE. Đây các bạn. Ngoài Acam thì dòng WWE Elite 62 chúng ta còn có các mô hình sau: Braun Strowman, Sting, Reza, Dolph, Love và Roman Reigns. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Resign 62. Mô hình WWE Resign 62 gồm có mô hình Reza với trang phục thi đấu được thiết kế cố định, một giáp tháo rời, một mặt nạ được thiết kế với kiểu dáng trùm kín đầu đặc trưng của tag team The Authors of Pain. Đây các bạn. Một đai NXT Tag Team Champions, một đế và một đai Orama WWE Superstar Reza. Đây các bạn.
mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar Reza. Để các bạn. Kèm theo đó là có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Reza. Để các bạn. Và đây là tem WWE. Để các bạn. Ngoài Reza thì dòng WWE Elite 62 chúng ta còn có các mô hình sau: Braun Strowman, Sting, Akam, Dolph Love và Roman Reigns. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về hai sản phẩm mô hình WWE, gồm có mô hình WWE Akam Elite 62 và mô hình WWE Reza Elite 62 Tag Team The Authors of Pain. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.